Khi các phương tiện giao thông ngày càng phát triển, nghề đạp xích lô cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nét đặc trưng văn hóa riêng có, nghề đạp xích lô gắn với phương tiện giao thông đơn sơ này lại đang phát huy hiệu quả. Họ chính là những sứ giả du lịch đắc lực, được du khách nước ngoài ưa thích, lựa chọn trải nghiệm. Hai vị khách này đến từ Ấn Độ đang trải nghiệm tour khám phá thành phố Hồ Chí Minh bằng xích lô. Họ đều rất thích thú quay phim và chụp ảnh, ghi lại cảnh sinh hoạt của người dân hai bên đường, cảnh đường phố giao thông. Trong tour du lịch kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ quanh thành phố trên xích lô, tôi đã được hòa mình vào dòng người đông đúc trên những con phố nhỏ trong thành phố. Nhất định lần tới đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ tiếp tục đi xích lô và trải nghiệm khám phá nhiều hơn. Tôi đã chụp và quay lại rất nhiều hình ảnh xinh đẹp về thành phố này. Xích lô di chuyển ở tốc độ vừa phải, đủ để tôi có cơ hội tìm hiểu và khám phá nhiều điều mới lạ. Xích lô là cách tham quan thành phố lý tưởng nhất mà tôi được trải nghiệm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp lữ hành vẫn sử dụng xích lô vào các tour tham quan thành phố, bởi khách nước ngoài rất thích cảm giác thư thả dạo phố, ngắm cảnh bằng xe xích lô. Chính vì vậy mà hình ảnh những đoàn xe xích lô chở khách đã tạo nên nét độc đáo cho thành phố. Nhờ vậy, nghề đạp xích lô truyền thống vẫn được lưu giữ. 2008 thì nhà nước có hỗ trợ để đổi nghề, nhưng mà chú yêu nghề, chú không đổi nghề. Mà ngày xưa chú chạy, nói chung ra chú lo cho mấy đứa con ăn học, lên đại học luôn. Việc mà di chuyển bằng xích lô thì đưa cho du khách được đến với một cái góc nhìn khác về du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh chậm hơn và quay trở lại một phần với cái văn hóa lịch sử nữa, thì cảm thấy du khách rất là thích. Những thành phố du lịch lớn như Hà Nội, Huế, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh thì xích lô vẫn đặc biệt thu hút du khách nước ngoài. Tuy nhiên, cần phải làm mới sản phẩm này từ cải tiến hình ảnh, màu sắc, kiểu dáng cho đến nâng cao chất lượng phục vụ để người đạp xích lô là những sứ giả du lịch đắc lực.